Quay lại chương trình ở Sài Gòn một mình mà vẫn không cô đơn nha mấy bà. Rồi bữa nay bà mèo bà ngủ mê ghê, tôi trốn bà tôi đi chơi tiếp. Nói trước nha, đừng ai bình luận sao tối ngày tôi đi ăn không nha. Tại vì cái clip này tôi lên chủ yếu cho mấy bà có động lực để bà ăn uống thôi đó. Còn mà cái gì cực khổ thì mình bỏ qua đi nha, mình đừng có nhắc vô trong đây. Tại vì sức khỏe là tiên là Phật, là sức bật của con người. Thành ra mấy bà phải ăn cho khỏe mạnh, mấy bà mới có sức với bà cày bừa như trâu mới kiếm tiền được nha. Được cái nhỏ bạn nó mê uống rượu lắm nên về quê có nhiều rượu đế, rượu gò đen gì đem lên Sài Gòn cho nó hết. Thành ra là tôi phải nếm trước coi cái nào mà hợp với mình, đặng hồi lên ăn rằng tôi biết đường mà tôi liệu cơm gắp mắm. Uống rượu mà không bổ bề gan thì nó cũng bổ bề dọc thôi. Mập thêm. Rồi rồi, nghe nói ăn gạo lứt giảm cân đúng không? Nên thành ra tôi làm thêm cây gạo lứt trước khi tôi ăn món chính. Cái bữa sum họp đầu năm này toàn là những cái món có ba má cực khổ dưới quê mằn mụn cày bừa cả năm nè, mà tụi nó về dưới tụi nó gom lên Sài Gòn để cho bạn nó ăn á, con có hiếu dễ sợ luôn. Rồi mấy cái bà mực này là cũng từ bắt dưới biển mới đem lên, rồi bây giờ bay vô mỏ của tôi. Lần đầu tiên người con gái miền Tây được ăn cái món ngực mực ở miền Trung. Tươi ngon giả mang chút nữa nó bậy thành cái áo ngực rồi mấy bà. Có nhiều bà hỏi tôi sao mà lúc nào cũng thấy em đeo cái cọng dây, giống em đeo cọng dây đi làm cái gì. Dạ không có, em thăng thơ sắc sỡ không có nghề nghiệp mấy bà ơi. Em đeo cọng dây đó là cái cọng dây đeo điện thoại đó mấy má, chứ đâu phải nhân viên gì đâu mấy cha, đeo làm màu vậy thôi. Rồi mấy bà đừng thấy tôi đeo đẹp rồi bắt chước như tôi nha, tại vì đeo vô cái này chỉ có nước mạt thôi, ăn quá nhiều mà phải lưu lại thôi để mà nhắc nhở bản thân là ăn ít lại đó. Nhưng mà giờ tôi đang phấn đấu theo cái xì tai là mẩm mỉm dễ thương chấp bi rồi đó. Đường nào đường thì mình cũng không có giảm cân thành công, thì bây giờ mình không thèm siêu mẫu thì mình chuyển qua làm mẫu mẩm mỉm thôi. Đường nào cũng đẹp hết trơn, đường nào cũng về La Mã thôi, ăn tới bến luôn. Nên là mấy bà nào mà không giảm cân được thì lạc quan lên cho tôi nha. Mình không phấn đấu theo xì tai này được thì mình qua xì tai khác. Tính ra trong cuộc đời mình sẽ được trải nghiệm nhiều xì tai hơn mấy bà bấm nhôm bấm nhắc nha chưa. Nên thành ra cứ tự tin lên cho tôi. Ta nói khúc này đổ rượu như đổ máu, mà tự nhiên tôi làm đổ miếng rượu gì mấy bà. Trời ơi, rớt nước mắt. Mà mấy bà biết đó, cái dòng cuối tuần mà đi làm cả tuần tao nói đói nhịn khác để cuối tuần được ăn á, nên đi chung với mấy cái bà quỷ này nè, vừa nướng ra mấy bà ăn tao nói hén nè, dành ăn thì điệu cũng không lợi. Tao nói quay clip quay qua là hết trơn mất tiêu mấy bà mực rồi. Sao mà hồi giặt lộn với chị em nhà mực thiện giờ nồi lẩu nó cũng được lên bếp. Đây mới chính hiệu là dân uống rượu Tây nè, mà là Tây Ninh nha mấy bà. Còn Tú Tú là rượu đế mãi đỉnh nha. Ta nói với cái bà cá ta sa này nó cũng có cơ duyên, tại sao bà bị xui với vui vô cái nồi này nữa. Ta nói người ta ăn lẩu là cá phi lê, nhỏ em nó vừa cầm điện thoại mà nó vừa bị ông sếp nó réo làm việc, nó bấm điện thoại nó mua cá ba sa nguyên khứa để dành kho khô kho quẹt á, đem về nấu lẩu. Nhân tiện đây cho gửi lời đến mấy anh sếp nè, cuối tuần bớt gọi bớt liên lạc giùm cá để cho tụi em ăn cái nồi lẩu cho nó ngon lành gành đào nha mấy anh. Nước mắm mặn bỏ miếng ớt mà ăn với lẩu Thái là mãi đỉnh nha mấy bà. Chàng bé ơi, tao nói ăn nãy giờ mà quên uống. Để uống kết thúc một cái clip cho nó có hậu nè mấy bà. Nhức nách vô.